mình tên là Võ Văn Tiến, mình hiện tại đang sống ở Thủ Đức và mình mua điện thoại là Samsung J7 ra. Thì khi mà nhận được món quà rút thăm trúng thưởng là TV Samsung 40 inch thì mình rất là vui và cũng thật là bất ngờ. Và mình cũng rất là cảm ơn các bạn nhân viên của HNAM đã hỗ trợ cũng như là tạo sắp xếp cái thời gian cho mình để đến đây nhận thưởng. Thì mình cũng rất là cảm ơn bên HNAM Mobile. Thì nói chung HNAM thì mình đã mua nhiều rồi, Lê Hồng Phong và chi nhánh của HNAM thì mình hay thường mua bên đó. Tên là Đặng Trung Tùng, mua Samsung J3, cảm nhận là rất vui trúng giải. Trước giờ chị có mua điện thoại ở HNAM chưa chị? Chưa ạ. Sao chị biết cái chương trình này mà chị tới mua? À là của chị hai em giới thiệu. Hôm đó em cũng bất ngờ gọi điện cho mẹ. Xong rồi mẹ em hỏi thiệt không? Em nói em cũng không biết là thiệt không, em cũng không biết làm gì nữa. Hôm đó rất là vui.